Lộc kính chào khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 247 với Đỗ Dũng. Hôm nay tiếp tục đề tài Trung Quốc và Hoa Kỳ, nhưng mà trong lĩnh vực quân sự, thực tế là có nguy hiểm. Ngày hôm qua tôi đã trình bày quý vị là Mỹ và Trung Quốc phải hợp tác với nhau, làm việc với nhau dù không ưa nhau. Nhưng mà ngày hôm nay qua cái chuyện gì là bởi vì mới đây, cách đây vài ngày, một nhân vật rất là nổi tiếng trong báo giới Hoa Kỳ đó, mà ông này là cựu phân tích gia về quân sự, đó là Daniel Ellsberg, năm nay 90 tuổi rồi. Ông này nổi tiếng năm 1971, ông tiết lộ cái gọi là kế hoạch trong cuộc chiến Việt Nam, nó gọi là Pentagon Paper. Và từ đó có thể nói là đóng một phần nào đó thay đổi cục diện cuộc chiến Việt Nam. Và bây giờ ông vừa mới tiết lộ cho biết, cũng trong cái gọi là tài liệu, và ông nói là năm 1958, dưới thời Tổng thống Eisenhower, Mỹ đã tính chuyện là tấn công nguyên tử Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan. Ghê chưa? 1958 nè. Và trong đó Hoa Kỳ dự tính là gì? Nếu tấn công Trung Quốc thì Liên Xô sẽ giúp đỡ, Liên Xô cũng sẽ trả đũa bằng vũ khí nguyên tử. Nhưng Mỹ bằng mọi cách phải bảo vệ Đài Loan. Và cái bài báo này, cái tài liệu này vừa được tờ New York Times tiết lộ trong mấy ngày qua. Đó. Thì ông này, cái ông Ellsberg, ông giữ cái tờ, cái tài liệu này, và ông nói là một phần đã được giải mã, giải mật từ năm 1975. Và ông có được, và ông chôm được cái này. Ông chôm được cái này, ông giữ. Thì năm 71 là ông cũng chôm được cái, thì chắc cũng một ai đó đưa cho ông ở trong đó, thấy không? Thì ông nói là cái vụ mà Đài Loan đã được Mỹ nghiên cứu rất là kỹ, thậm chí đến thập niên 70 luôn, trong cái thời gian mà Mỹ với Trung Quốc còn căng thẳng. Quý vị nhớ là mới tới năm 72, mới có chuyến đi bí mật của ông Kissinger qua gặp ông Chuan Lai, và nữa, tới năm 79, Mỹ mới chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, và nó mới đẩy Đài Loan ra khỏi Liên Hợp Quốc, nhớ vậy nha. Nhưng mà thập niên 70 là bảo vệ Đài Loan ghê lắm. Thì lúc đó Tổng tham mưu trưởng của Mỹ đó là ông tướng Nathan Twining, đó, đã dự định là sẽ có một cuộc tấn công gọi là gì, xâm lăng luôn, thấy không? Và sẽ dùng vũ khí nguyên tử chống lại các căn cứ của Trung Quốc, để Trung Quốc không thể nào mở một cuộc hành quân thành công nhắm vào Đài Loan. Nếu cái này mà xảy ra, ta đánh bằng vũ khí nguyên tử mà vẫn có tiếp tục xâm lăng, thì không còn cách nào khác là phải tấn công bằng bom nguyên tử vào phía trong sâu hơn của Trung Quốc, thậm chí lên tới Thượng Hải. Đó là cái lời mà ông Ellsworth nhắc lại với lời ông tướng Twining nói như thế. Thì lúc đó ông Tổng thống Eisenhower quyết định là đánh, nhưng mà ban đầu chỉ đánh bằng những vũ khí quy ước mà thôi, không chơi vũ khí nguyên tử. Nguyên tử nó nguy hiểm quá. Nhưng sau đó thì quyết định là nếu cần chơi nguyên tử đó. Nhưng mà chuyện đó đã không xảy ra, bởi vì lúc đó đó là đánh là để bảo vệ ông Từ Giới Thạch đang cai trị Đài Loan. Bởi vì Đài Loan sau năm 1949 đánh ông Mao Trạch Đông, đánh ông Từ Giới Thạch chạy ra ngoài Đài Loan và lập cái đảo đó, thì Trung Quốc cho đến giờ phút này vẫn coi đây là một tỉnh gọi là cách ly nổi loạn và có thể lấy lại bằng vũ lực, nhưng mà chưa lấy thôi. Mỹ luôn luôn bảo vệ Đài Loan ở chỗ đó. Rồi đến năm 79, sau khi mà có quan hệ với Trung Quốc thì coi như là không quan hệ với Đài Loan, nhưng Đài Loan vẫn là một đồng minh cực kỳ quan trọng với Mỹ. Đó. Thì câu chuyện nó chỉ là như vậy mà nó ra vào lúc này. Nó ra vào lúc này làm cho người ta ngạc nhiên, ủa tại sao ông Ellsberg ông lại đưa vào lúc này? Có ngụ ý gì chăng? Thì chưa biết. Nhưng mà chúng ta biết là hiện nay giữa Trung Quốc và Mỹ căng thẳng khá là nhiều trên Biển Đông, mặc dù chưa có bắn viên đạn nào cả. Và trong những ngày tới, theo dự trù, Tổng thống Joe Biden sẽ thông báo một cái chiến lược đối với Trung Quốc. Và sẽ coi như là trong đó tiếp tục bảo vệ Đài Loan. Bảo vệ Đài Loan. Và luật của Mỹ bắt buộc là Mỹ phải bảo vệ Đài Loan luôn.
Đó là cái điểm mà Mỹ lâu nay vẫn áp dụng cái chính sách ngoại giao nó gọi là mâu thuẫn chiến lược. Quan hệ ngoại giao với kẻ thù của đồng minh của mình, nhưng mà chỉ vẫn giữ liên lạc với đồng minh của mình, mặc dù không có tòa đại sứ, chỉ có gọi là US Mission thôi, một tòa nhà gọi là không phải, nhưng mà thực ra đại sứ nhưng mà không có gọi đại sứ, gọi là US Mission chứ không gọi là US Embassy. US Embassy nằm ở Bắc Kinh ấy, nhưng mà US Mission nó nằm ở Taipei, gọi cho khác, thực ra là vẫn duy trì. Cho nên người ta gọi là strategic ambiguity là chỗ đó, tức là mâu thuẫn về chiến lược, biết có lợi thôi. Ông Mỹ vẫn duy trì cái đó, thấy không? Nhưng mà trong mấy ngày qua như tôi nói quý vị đó, là tự nhiên cái ông Mỹ, cái ông Trung Quốc đó, ông đẩy cái Đài Loan quá, gia nhập, anh xâm nhập vào vào cái vùng biển của Đài Loan nhiều quá, thấy không? Làm cho Mỹ lo ngại, và một số tướng Mỹ, ngay cả cái ông, nếu tôi nhớ không lầm là ông John Aliquio, bây giờ đang là tư lệnh của Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Mỹ, lớn, bao gồm tới 30 quốc gia, mà trong đó tới nửa dân số toàn cầu, thì ông có ra điều trần ở tại Ủy ban Quân lực của Thượng viện, bảo là Trung Quốc có thể đánh Đài Loan bất cứ lúc nào, bất kỳ lúc nào, và họ có thể đánh, có làm được điều đó. Thành thử ra Mỹ bây giờ đang canh ghê lắm. Thế thì trong lúc mà căng thẳng như thế này, căng thẳng quá đúng không, hai bên là bày trò ra, là bày đồ chơi ra, đi rồi tập trận tùm lum la, rồi có ngày nào con viên đạn nó lạc vô cái phiền. Vụ này đã xảy ra vào thập niên 2000, tôi nhớ như 2001, một cái máy bay do thám của Mỹ gặp cái máy bay của Trung Quốc lên cái là nghênh cản ở Hải Nam, máy bay Mỹ bắn rớt máy bay Trung Quốc đó, thiệt mạng một phi công. Nhưng mà một phi công chuyện đó, nhưng mà bây giờ chúng tôi bày hàng là hai bên bày hàng, có ngày mà lộn tùng phèo, nói lộn hay là bắn lầm, nghĩa là kẹt lắm. Mà lịch sử thế giới đã cho thấy là đã có những chuyện đấy. Một là bắn lầm, hai là cố tình tạo ra, ngụy tạo sự kiện để mà tạo ra cuộc chiến. Điều đó khó luôn. Cho đến bây giờ ta vẫn đang thắc mắc là ông tướng Roosevelt hồi đó quánh quân Tây Ban Nha, mà Tây Ban Nha đó bảo là đặt mình trên chiến hạm mên, và Mỹ lấy cái cớ đó đánh vào coi như giải phóng toàn bộ cái vùng Nam Mỹ và Trung Mỹ luôn. Người ta bây giờ người ta vẫn không biết là cái đó có thật hay không, hay là ông Mỹ ông tự đặt mình. Được cái vụ mà Maddox bị Bắc Bộ chắc quý biết rồi. Sau này người ta nói là chuyện không có, chuyện đã xong rồi. Gạo đã nấu thành cơm, nó bảo ui cái gạo đó ban đầu bảo là gạo đó gạo mua, mà thực ra gạo đang cắp, nó lại vô tới bụng tôi, nó đi ra ngoài bao nhiêu cái đời nay, bao nhiêu cây nó lên rồi. Có nói bằng thừa, bảo cái gạo đó ăn cắp thì sao, tôi ăn đối. Đến lúc đó tôi bảo gạo đó mua, đúng không? Thế bây giờ tình hình Mỹ và lại Trung Quốc căng thẳng như thế, thì để mà giảm thiểu cái căng thẳng này, thường á, các nước trên thế giới người ta lập đường dây điện thoại nóng. Quý vị nhớ thời chiến tranh lạnh không? Khi mà Nga với Mỹ á, dàn hỏa tiễn, nguyên tử, đủ thứ, họ lập cái đường dây nóng. Nhất là sau cái vụ mà Cuba, cái vụ mà ông Khrushchev đưa dàn hỏa tiễn qua Cuba mà bị Kennedy đòi chơi tới đó, cuối cùng rút ra đó. Họ lập cái đường dây lại nóng để mà ngăn cản những cái mà hiểu lầm. Thì hiện nay quân sự giữa hai giới quân sự Mỹ và Trung Quốc lại không có. Hay giả, nó lạ như thế. Hai nước lớn như thế giới, quân đội lớn như thế mà không có đường dây nóng. Tại sao nó không có? Và nó cần thiết như thế nào? Tôi sẽ phân tích tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. ICT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247. Tôi đang nói về cái xung đột quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra. Nhưng mà trong những ngày qua tự nhiên tờ báo New York Times đăng cái tài liệu gọi là Pentagon Paper của
cái ông gọi là Daniel Ellsberg, năm nay 90 tuổi, nói rằng năm 1958, Mỹ đã tính cái chuyện sử dụng vũ khí nguyên tử với Trung Quốc để ngăn chặn Trung Quốc xâm lăng Đài Loan. Mà trong những ngày qua thì Trung Quốc đang hăm he chuyện này. Thì phải chăng cái chuyện nói ra là để cảnh báo một cách không chính thức với Trung Quốc? Ê, anh mà chơi Đài Loan là tôi chơi vũ khí nguyên tử với anh. Mà quý vị biết hôm trước tôi nói quý vị mà ông Lý Hiển Long bảo mà hai bên mà đánh nhau thì banh càng hết. Thế bây giờ để mà giảm thiểu những cái chuyện này, tức là vẫn căng thẳng với nhau mà kềm chế nhau để không xảy ra những gọi là cái hiểu lầm, thì phải có cái đường dây điện thoại nóng để mà hey, có chuyện gì ở bắn, ê, tại sao bên anh bắn lầm hay là bị bóc cò hay là sao cố tình bắn để tôi biết. Ôi, chắc lỡ bóc cò, ok bỏ qua, còn nếu mà em bắn thiệt là tôi chơi ạ. À, đó thì thưa quý vị, tờ Financial Times mới đây tiết lộ cho biết là trong thời gian qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin tể từ khi nhậm chức vẫn chưa nói chuyện được với nhân vật cao cấp nhất của Trung Quốc. Trên màn hình quý vị, bên phải là ông Lloyd Austin, bên trái là ông Hứa Kỳ Lượng. Ông Hứa Kỳ Lượng là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương của Trung Quốc. À, và ông Austin đã 3 lần yêu cầu Trung Quốc làm lơ. Trung Quốc làm lơ. Thế mới là căng. Tại sao lại là ông Hứa Kỳ Lượng mà không là ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Quốc phòng? Thì quý vị biết đó, đầu tháng 6 này, theo dự trù là có cái hội nghị quốc phòng Shangri-La ở Singapore rất nổi tiếng hàng năm. Tất cả các nước Đông Nam Á và các nước lớn đều họp. Và theo dự trù là ông Lloyd Austin sẽ đi Singapore và có thể trên đường ra là ghé qua Việt Nam luôn. Đó là những tin đồn cho biết về và Philippines. Nhưng giờ chót thì bây giờ Shangri-La dẹp bởi vì Covid-19. Nhưng mà quý vị biết đã đi Shangri-La đó, phần nhiều sẽ là ông Ngụy Phượng Hòa là các bộ trưởng quốc phòng của Trung Quốc hôm nọ mới thăm Việt Nam. Gặp cả ông Phan Văn Giang, bộ trưởng quốc phòng, gặp cả ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, gặp cả ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước. Thì các phụ tá của Austin đề nghị là nên gặp ông Ngụy Phượng Hòa ở bên lề Shangri-La để nói chuyện. Nhưng mà ông Austin ông không chịu. Ông bảo ông Ngụy Phượng Hòa không có thẩm quyền bằng ông Hứa Kỳ Lượng. Bởi vì ông Hứa Kỳ Lượng đó là ông Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Quân ủy Trung ương là ông Tập Cận Bình. Đúng không? Tức là người đứng đầu về đảng trong quân đội là ông Tập Cận Bình. Thứ nhì là ông này. Ông này mới có thẩm quyền hơn là ông Ngụy Phượng Hòa. Và lại nữa, ông này là ủy viên Bộ Chính trị, ông Ngụy Phượng Hòa không phải ủy viên Bộ Chính trị. À, đó là cái chỗ đó. Trong danh sách của 25 thành viên Bộ Chính trị của Trung Quốc đó, thì ông Hứa Kỳ Lượng này nằm ở cái hạng để coi 2, 4, 6, 8, 10, 11. Hạng 11 khá cao, hạng 11 trên 55 người. Ngụy Phượng Hòa quá. Quý vị thấy không? Cái cơ cấu là cũng phải biết khác nhau. Khác với Việt Nam, Việt Nam cái Bộ trưởng Quốc phòng để nằm trong Bộ Chính trị. Chủ tịch Ủy ban Quân ủy Trung ương lại là đương nhiên là Tổng Bí thư, người đứng đầu nhất. Đó, ông Austin muốn gặp ông này thì ông này không chịu gặp. Và có vẻ như Trung Quốc chỉ muốn cho Ngụy Phượng Hòa gặp mà thôi. Ông Austin là không chịu. Là bởi vì ông Ngụy Phượng Hòa không có đủ thẩm quyền. Đấy là chuyện lớn, phải là một người trong Bộ Chính trị mới được. Mất mặt bầu cua không? Đó. Thì nó có nguyên ủy vấn đề ở đây. Quý vị nhớ hôm trước tôi có nói quý vị một cái chuyện không? Là ông Biden hẹn gặp ông Putin làm cho ông Tập Cận Bình như ngồi trên đống lửa. Bao giờ đến phiên mình? Tại sao ông Biden đến giờ phút này không hẹn gặp ông Tập Cận Bình? Mà đây đây, tháng 6 này đó, ông Biden sẽ đi họp G7, rồi họp NATO, họp Liên Âu và có thể là ghé qua Phần Lan gặp ông Putin. Hôm trước đây mới tuần rồi, ông Lavrov là ngoại trưởng của Nga đã gặp ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ ở Reykjavik, thủ đô của Iceland để bàn chuyện rồi. Đến giờ phút này vẫn chưa thấy ông Biden nói chuyện với ông Tập Cận Bình. Thì trong cái cú mà Lloyd Austin này đó, bây giờ muốn gặp ông Hứa Kỳ Lượng không cho. Chúng tôi muốn anh gặp Ngụy Phượng Hòa, còn không là phải Biden gặp Tập cơ. À, đây là hai bên đang bắt bẻ với nhau. Mà cái này nó cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng. Đối với Tập Cận Bình, nếu mà gặp ông Biden là phải thành công. Thấy không? Biden lên đi gặp tôi. Cái
cái uy tín của ông trong nước Trung Quốc nó sẽ tăng lên. Biden bây giờ không thể gặp được, gặp là dân nó chửi chết. Đang cái vụ này, đánh nhau như thế này, chửi nhau như thế này, khó lắm. Thì bây giờ bên phía quân sự đó là muốn làm cho tình hình mới, và có thể họ bắt nguồn từ cái chỗ ông Austin và ông Hứa Kỳ Lượng, bắt nguồn từ chỗ đó. Thì bắt đầu họ mới truyền tải làm cho hai bên. Hôm đó cái vụ Dương Khích Trì với lại Anthony Blinken là hỏng rồi, hỏng. Mới ra là Dương Khích Trì chỉ mặt liền với anh, đừng có nói với tôi là xong. Bây giờ họ kiếm cho lực khác. Thì bây giờ Mỹ, à, Trung Quốc biết Mỹ đang cần gặp cái ông Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, thì Trung Quốc chưa cho gặp, yêu cầu ba lần mà không bắn tiếng. Trung Quốc muốn là gặp Joe Biden cơ, đó, chỗ đó là cái chỗ đó. Nhưng mà với tình hình hiện nay rất là căng, căng ở cái chỗ này khó để cho Biden có thể gặp Tập Cận Bình. Mà nếu khó như vậy thì hai bên lại càng xa mặt cách lòng nữa. Bởi vì mới đây, cách đây vài ngày, tờ Wall Street Journal tiết lộ một cái tin động trời. Họ cho biết là từ tháng 11 năm 2019 đã có 3 khoa học gia, 3 nhà nghiên cứu vi trùng học ở Viện Vi trùng Vũ Hán vào bệnh viện điều trị. Mà Wall Street Journal này là dựa trên tình báo của Mỹ, không anh em cãi ấy. Wall Street Journal đưa ra động trời. Tức là quý vị nhớ rằng là Covid-19 nó bắt đầu ở Trung Quốc là tháng 12 năm 2019, có nhớ? Đó, nó là Covid-19 là vậy. Nhưng mà tháng 11, tức là trước một tháng, là có 3 khoa học gia của cái Viện Nghiên cứu Vi trùng học, quý vị thấy trên màn hình đó. Hai người ngồi trong xe là không phải, hai người ngồi trong xe là nhân viên của Y tế Thế giới đến thăm và điều tra thôi. Mà đã có 3 người đi vào bệnh viện, mà không biết bệnh viện gì. Đây, quý vị thấy tôi đứng cạnh. Đó, cái chuyện này nó lại làm sống lại cái chuyện là à, có thể... Quý vị nhớ những giả thiết nhé, giả thiết là Trung Quốc chế ra con virus nhé, giả thiết đó là các khoa học gia là bỏ qua bên rồi, họ không tin điều đó. Giả thiết thứ hai là gì? Mấy ông khoa học gia Trung Quốc để bắt cái con virus này về mà nghiên cứu để sống chuồng. Giả thiết thứ ba là từ con dơi dính vào mấy con vật ở cái chợ thịt đó, ở Vũ Hán nó lây. Thì bây giờ người ta trở lại với cái giả thiết thứ hai. Như vậy là Mỹ biết cái chuyện này mà im re. Bây giờ tờ Wall Street Journal tiết lộ. Thì ngày hôm thứ hai vừa rồi, trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc, bà Jen Psaki, phát ngôn viên của Biden, bị dí câu này. Bà tính sao? Thì bà có nói, chúng ta không thể xen ngang một cuộc điều tra mang tính quốc tế như thế, hiện nay đang điều tra. Chúng ta chưa có đủ dữ liệu và thông tin để đưa ra kết luận nào. Nhưng chính quyền Biden ủng hộ một cuộc điều tra độc lập, độc lập, của các chuyên gia khoa học của Y tế Thế giới, mà trong đó không ai được can thiệp, kể cả vấn đề chính trị. Tức là Trung Quốc không được xía vô. À, cái này khó. Chắc như Trung Quốc cho mấy ông WHO đi vô muốn làm gì làm. Thấy chưa? Ngay vào cái thời điểm mà đang hai bên đang gọi là còn ớn nả ớn nẹo thì nó cứ ra những cái chuyện như thế này. Thì xin nhắc lại quý vị, ông Austin xin gặp ông này tôi cứ tên quên cái tên ông Hoài, hứa kiện gì đây, mấy tên cái tàu khó nhớ, hứa kỳ lượng à, ba lần mà chưa được. Bây giờ lòi thêm cái vụ ba cái ông mà khoa học gia của Trung Quốc ở Vũ Hán vô nhà thương vào tháng 11 năm 2019. Bây giờ ông Biden bị áp lực là phải ủng hộ một cuộc điều tra độc lập. Tình hình rất căng, không đơn giản. Nhưng mà hy vọng là rồi hai bên cũng sẽ phải tìm được cái giải pháp. Chứ không thể nào mà ghét nhau bây hoài được. 4 năm nữa là đủ rồi. Chứ ghét nhau là không có lợi. Mà cái chuyện mà ghét như vậy đó, nó thế này. Hai bên mà căng thẳng như hiện nay, đó, anh Việt Nam có lợi nhất. Mà nếu căng thẳng quá Việt Nam không có lợi. Lúc đó hai anh quánh nhau Việt Nam phải chọn bên. Tôi không muốn chọn tí nào. Mà các nước khác trong vùng, ấy, chúng tôi không muốn chọn bên. Chúng tôi muốn chọn bên. Nhưng mà nếu tình hình mà không khá hơn, nó vào tình thế các bên phải chọn bên thì nó nguy vô cùng. Thì đó là câu chuyện đáng chú ý trong tuần gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn gặp lại chương trình sau.